Đề xuất phạm nhân là người đồng tính chuyển giới có thể giam giữ riêng. Theo dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi mà Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp, Ban soạn thảo dành nhiều nội dung để đưa ra các đề xuất về phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Cụ thể, người bị tạm giữ, bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại gồm người dưới 18 tuổi, phụ nữ, người nước ngoài, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhiễm HIVS, người thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất những người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau đây có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng. Người đồng tính, người chuyển giới, phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng, phạm nhân mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, tử tu, người nghi mắc bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, dự thảo luật sửa đổi cũng đưa ra một số quy định về chế độ lao động của phạm nhân để lấy ý kiến đóng góp. Trong đó, phạm nhân nữ được bố trí làm công việc phù hợp với giới tính, không được bố trí làm công việc không sử dụng lao động nữ theo quy định của pháp luật về lao động. Ngoài ra, đối với phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng với mẹ trong trại giam mà bị bệnh và phạm nhân nữ có thai, dự thảo nêu họ có thể được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định.